tựa game Power từng tạo nên một cơn sốt trong giai đoạn đầu năm nay và nhận được rất nhiều sự chú ý từ các game thủ trên toàn thế giới. Game có mức doanh thu cực kỳ cao, tạo nên sự thành công cho trò chơi thuộc thể loại phiêu lưu sinh tồn này cho đến bây giờ. Trong lúc Pocket Bear, nhà phát triển chính của Power vẫn đang muốn phát triển thương hiệu của mình vững mạnh sang những mảng khác nhau như game thẻ bài, manga, anime, thì một nhà phát triển khác DreamQ đã nhanh chóng tạo nên một phiên bản Power nhái của riêng mình trên nền tảng di động với tên gọi Petrograph. Được biết, Petrograph có vẻ như sẽ học hỏi rất nhiều từ sự thành công của Power để tạo nên một phiên bản mobile của riêng mình. Trong Petrograph, người chơi sẽ được đến một thế giới mở huyền bí với những sinh vật dị thường Power, thậm chí không thèm đổi tên so với bản Power luôn. Người chơi có thể thu phục chúng để trở thành đồng minh của mình trong nhiều công đoạn như xây dựng căn cứ, di chuyển, chiến đấu, lao động. Mỗi Power sẽ có những kỹ năng riêng để người chơi tận dụng chúng trong các công việc, chiến đấu hoặc di chuyển, và qua đó khuyến khích người chơi thu thập càng nhiều Power càng tốt. Bên cạnh đó, các trận đấu trùm trong Petrograph cũng gây chú ý khi người chơi phải chú ý đến kỹ năng đặc tính của từng loại Power để chiến đấu và thu phục những con trùm khó nhằn cũng là Power. Với lối chơi 99% copy and paste từ Power ra, thì Petrograph dự kiến sẽ có được lượng người chơi không nhỏ khi bước vào nền tảng này trước, trong khi chính Power chưa có ý định sản xuất phiên bản mobile cho sản phẩm của chính họ. Và hiện tại Petrograph đang trong quá trình mở thử nghiệm kính, bạn có thể theo dõi tại chính trang chủ của game ở phần mô tả của clip nhé. We'll be right back.